Dạ thưa thầy và các bạn, em tên là Phan Trung Quỳnh Thư, nhóm 8, lớp y học dự phòng 46. Hôm nay em xin trình bày về triệu chứng LES do tiền liệt tuyến. Những năm 2006 trở về trước, thậm chí là trước năm 2010, khi nam giới có các triệu chứng về rối loạn tiểu tiện, thì chúng ta sẽ thường nghĩ ngay đến các bệnh lý về tiền liệt tuyến. Chính vì vậy, trong các hướng dẫn điều trị của Tổ chức Niệu khoa Châu Âu và Tổ chức Niệu khoa Hoa Kỳ đã dùng thuật ngữ triệu chứng tiền liệt tuyến để chỉ ra các rối loạn về tiểu tiện. Nhưng sau đó, trong quá trình thực hành lâm sàng, thì cho thấy các triệu chứng rối loạn tiểu tiện không phải do một mình tiền liệt tuyến gây ra. Và thuật ngữ LES đã ra đời vào năm 2011 bởi Hội Niệu khoa Hoa Kỳ AUA, tức là đã có sự thay đổi triệu chứng từ tiền liệt tuyến sang triệu chứng đường tiết niệu dưới ở nam giới. LES, triệu chứng đường tiết niệu dưới thường gặp ở cả nam và nữ. Nó có 3 nhóm triệu chứng chính, đó là triệu chứng tống xuất, triệu chứng chứa đựng và triệu chứng sau đi tiểu. Trong đó thì triệu chứng tống xuất là thường gặp nhất, bao gồm các triệu chứng là tiểu chậm, tiểu không thành dòng, tiểu ngắt quãng, tiểu ngập ngừng, tiểu rặn, tiểu nhỏ giọt. Tiếp theo là triệu chứng chứa đựng, gồm có tiểu nhiều lần, tiểu đêm, tiểu gấp, tiểu không kiểm soát. Cuối cùng là triệu chứng sau đi tiểu, là có cảm giác tiểu chưa hết, tiểu nhỏ giọt sau tiểu. Triệu chứng sau đi tiểu là triệu chứng hiếm gặp, và triệu chứng chứa đựng là triệu chứng gây khó chịu cho bệnh nhân nhất. Và đây là hình ảnh minh họa cho triệu chứng tiểu chậm. Đó là triệu chứng thường gặp nhất ở bệnh nhân bị bệnh đường tiết niệu dưới.